Nguyên đán 2019, tại công viên Thiên đường Bảo Sơn sẽ diễn ra lễ hội Hoa Xuân Free Flower Festival. Lạc lối giữa thành phố thần tiên, hàng trăm mô hình, cùng cảnh hoa rực rỡ sắc màu được tạo hình vô cùng kỳ công. Cánh bướm tình yêu, nàng hoa kiêu kỳ, lâu đài tình ái, gấu hoa khổng lồ. Check-in quay lối về với những con phố ngập tràn sắc hoa, ngôi nhà rực rỡ sắc màu. Lãng mạn cùng diễu hành carnival với những nàng công chúa hoa mộng mờ trong những bộ váy xòe sặc sỡ. Sôi động cùng chương trình nghệ thuật sân khấu vũ hội Hoa Xuân. Khám phá thủy cung kỳ ảo và safari duy nhất tại Hà Nội. Thoát tim với hai trò chơi mới, cú rơi vô cực và khủng long trỗi dậy, và hơn 20 trò chơi khác đều được miễn phí không giới hạn. Green Flower Festival, lễ hội hoa thiên đường Bảo Sơn, chính hội mùng 3 đến mùng 6 Tết 2019.